hướng dẫn các bạn lập định dạng về dấu chấm và hoặc là dấu gạch khi chúng ta làm báo giá hoặc các phần khác mà chúng ta là làm tự động thay vì chúng ta là làm thủ công. Thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ phải là kết khối dữ liệu, sau đó chúng ta sẽ chọn customer, chúng ta định dạng format lại và chúng ta sẽ gõ A còng sao và dấu trừ thì chúng ta sẽ có cái dấu. Thì lần lượt chúng ta sẽ thực hành như sau. Thì đầu tiên là ở đây chúng ta sẽ có một mục ví dụ như thế này, thì chúng ta sẽ chèn ra làm 3 dòng. Ta sẽ ghi là kính gửi khách hàng. Ví dụ như trên này thì chúng ta sẽ có là kính gửi khách hàng. Dòng dưới thì chúng ta sẽ ghi là địa chỉ. Và tiếp theo ở dưới thì chúng ta cũng sẽ có một phần đó là mã số thuế. Thì ví dụ như chúng ta là thêm kính gửi công ty ABC, địa chỉ và mã số thuế. Thì thay vì chúng ta là làm thủ công ví dụ như là dấu chấm như thế này, thì bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó tự động là nó chạy cái dấu tự động. Dấu tự động chúng ta là cái dấu chấm mà nó sẽ liền nhau tất cả các cái khối dữ liệu chúng ta cần. Ví dụ như khi chúng ta làm là như thế này, ta sẽ định dạng lại như sau. Vậy thì chúng ta sẽ kết khối toàn bộ dữ liệu, sau đó chúng ta sẽ vào cái phần format này, ta chọn là More Number Format, sau đó chúng ta sẽ chọn Customer và chọn Customer này thì các bạn sẽ là tại cái Kenego này chúng ta sẽ xóa cái số 0 này đi, chúng ta sẽ gõ là A còng và sau đó các bạn gõ số sao, sau đó các bạn nếu các bạn là muốn dữ liệu hiển thị ở dấu trừ hoặc là ví dụ dấu trừ hoặc là hiển thị ở dấu chấm, thì nếu các bạn hoặc hiển thị ở dấu trừ thì các bạn sẽ gõ dấu trừ như thế này, chỉ cần gõ một cái thôi, sau đó chúng ta sẽ bấm là OK. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là tất cả dữ liệu sẽ chạy theo chúng ta là dạng dấu trừ. Còn nếu chúng ta muốn là nó hiện ở cái dạng là dấu chấm thì chúng ta cũng vào tương tự, chúng ta sẽ sửa lại thành dấu chấm mà thôi. Và phần mềm sẽ tự động cho chúng ta là dấu chấm đều và nó được căn chỉnh đầy đủ. Chúng ta có thể là cua giãn dòng, nó cũng tự động cua giãn dòng cho chúng ta luôn. Chúng ta coi như thế nào thì nó chạy coi như vậy luôn. Như vậy là chúng ta đã có thể sau này làm cái báo giá cho khách hàng. Chúng ta để chống cái vùng này, ví dụ cho những cái báo giá chung và các cái phần thành tiền ở dưới này thì các bạn có thể là bỏ đi. Ví dụ như các bạn sẽ bỏ chống cái vùng này và sau này sẽ tự điền tay về giá. Còn cái khung báo giá trên đây về cái nội dung mà chúng ta sẽ hoàn thiện sổ sách báo giá kế toán thì đương nhiên là không chung rồi, thì chúng ta sẽ gần như là không có đổi, nên chúng ta chỉ đổi thông tin về công ty và thông tin về báo giá mà thôi. Thì ở đây là cách để chúng ta có thể là làm dấu chấm tự động hoặc là dấu trừ tự động khi chúng ta cần căn chỉnh đối với cái nội dung như tên, thông tin công ty, địa chỉ và số thuế và các nội dung khác các bạn có thể là ứng dụng trong công việc thực tế của mình.